Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong cái video ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác một chiếc xe đua cực kỳ đẹp mang tên là Giant OCR 5300. Đây là một dòng xe đua gần như là cuối của OCR, chỉ sau 5500 thôi. Và màu trắng đỏ rất là đẹp, nhìn rất là thể thao luôn. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái cấu tạo chiếc xe này. Vâng, các bác đang nhìn thấy một chiếc xe đua hiệu Giant rất là đẹp. Và đó là xe đua Giant OCR 5300, màu đỏ trắng rất là thể thao. Em phải nói thật với các bác là em nhìn thấy chiếc xe này là em vào mắt luôn. Bởi vì thế nên là em nhập luôn. Màu của nó rất là đẹp luôn, nó phối màu đỏ trắng, em thấy là rất là vào mắt và trông rất là thể thao. Cái phần riêng phần đầu là nếu mà mình nhìn ngang ấy, là cái phần đỏ này này, nó kéo một phát nó kéo tới cái tay quấn màu đỏ luôn. Và cái tay quấn người ta cũng nhà máy hãng Giant ấy là cũng là để màu đỏ luôn, trông rất là đẹp. Về phần sơn của chiếc xe thì sơn quá là mới luôn. Con này là con OCR 5300, các bác có thể tra thêm Google để biết thêm chi tiết. Thì con này thì nó là đời mới cho nên là dây nó âm sườn. Dây âm sườn là dây chuyển số là chui vào trong sườn này, chứ không có cài như những cái đời trước. Thì nó sẽ làm cho cái chiếc xe nó đẹp, nó thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Sơn thì không có vết xước nào lớn cả, rất là đẹp luôn. Gian dòng gian OCR bên này có chữ gian, bên này có chữ OCR. Nói chung là xe nhìn rất thể thao, rất là đẹp luôn. Em thấy là con này phối màu đẹp, công nhận là dòng này phối màu rất là đẹp. Thì con này là dòng xe đua cho nên là được trang bị một cái đùi đĩa 2 tầng rất là to, nhiều răng để mà tốc độ lên cao được rất là dễ dàng. Và đi kèm với đó là một cái bộ chuyển đĩa Glazit 2 tầng. Đằng sau thì là một cái bộ chuyển đề chuyển níp 8 tầng và líp 8 tầng. Bộ đề Glazit. Vành của chúng ta là vành xe đua 700C. Mayer của chiếc xe thì nó cũng rất là độc đáo, đó là Mayer có thương hiệu Gian nhưng mà tem dán rất là đẹp. Đấy, tem dán rất là đẹp luôn. Lốp của chiếc xe cũng là lốp của Giant với thông số là 700 × 25C, vành 700C. Lốp nhẵn để mà dòng cho dòng xe đua chứ không phải đây là lốp mòn đâu bác nhá. Lốp này còn rất là mới luôn ấy chứ không phải là mòn đâu, nhưng mà nó là dòng không có gai, ta lông dày để đua thôi chứ không phải là để đi leo núi địa hình. Về phần yên và cọc yên là nguyên bản và còn rất là mới, yên rất là đẹp. Về phần trên tay cầm của chúng ta thì ghi phốt cũng rất là nguyên bản, có gian. Trang bị một cái bộ đề tay lắc hiệu Shimano Clarit cực mới. Chúng ta đẩy vào, nhiều bác là chưa rõ cái cách sử dụng của xe đua này. Chúng ta có 3 chức năng. Thứ nhất là bóp thẳng vào theo chiều lòng mình thì nó là chức năng phanh. Còn chúng ta đẩy cái cần lớn này vào trong thì nó sẽ là lên líp đằng sau, còn đẩy cần nhỏ thì nó sẽ là xuống líp. Đấy, đây là xuống líp, đây là lên líp, xuống líp, lên, xuống. Và bên này cũng như vậy, bóp thẳng vào trong là phanh và đẩy lên thì lên đĩa, còn đẩy xuống thì xuống níp, xuống đĩa. Mayer đằng trước của chúng ta cũng giống Mayer đằng sau là Mayer gian và càng là càng nhôm. Có logo OCR rất là đẹp. Em thấy con này phải nói là không phải nói là khen đâu, nhưng mà con này em thấy là người ta phối màu rất là đẹp, rất giờ thể thao. OCR 5300. Mà bên này của chiếc xe thì em cũng không thấy một cái vết xước nào lớn. Và xe này có size là size M. Size M dành cho các bác cao từ 1m65 cho đến 1m78. Các bác cà tạo và cứ từ khoảng trên dưới 1m7 là đi con này nào. Ok các bác nhá. Giant OCR 5300.
Đây, đằng trên của chiếc xe lại có một cái chữ OCG rất là to. Nước sơn rất là mới, gần như là không xước nên nhiều. Quá đẹp luôn, cho một chiếc xe gần như mới. Giá lại chỉ có lửa già. Bác nào quan tâm thì liên hệ Zalo cho em. Vâng, và em đã tiến hành đánh giá trong xong chiếc xe đạp. Và các bác nếu muốn sở hữu thì các bác hãy nhắn tin vào Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Và em là Kiên, 0975 709 943. Các bác không cần gọi, bởi vì gọi cũng vẫn phải là làm việc bằng hình ảnh. Thì nếu bác nào mà dùng Zalo thì các bác có thể nhắn tin cho em luôn, 0975 709 943. Và ngoài ra em còn rất là nhiều các xe đạp khác. Nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao, các những cách hướng dẫn sửa chữa hay là mọi kiến thức về liên quan đến xe đạp nói chung, thì các bác hãy ở trên Facebook các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em để theo dõi em. Ở trên YouTube thì các bác ấn tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Nó ra kênh Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký thì ấn chiếc chuông, ấn hình cái chuông để các bác là những người đầu tiên được xem video em up lên kênh. Ngoài ra em còn bán thêm một cái dòng sản phẩm, đó là đồng hồ đeo tay đã qua sử dụng tại thị trường Nhật, và cả một số dòng Thụy Sĩ hay là dòng đồng hồ Nga cũ. Thì các bác có thể qua Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để theo dõi những cái mẫu đồng hồ đó, hoặc là lên YouTube tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những cái đồng hồ đeo tay đó em bán. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.